cung bí mật showbiz, vì sao Hà Hổ, Lệ Quyên nghỉ chơi. Từ chị em đi đâu cũng có nhau. Thế, hãy về với em. Em cần chị huấn luyện em. Đến người dân xa cách ngồi gần còn không thèm liếc tới. Nghe đồn Lệ Quyên từng ám chỉ bản thân bằng câu nói về người thứ ba. Dại nhất là người thứ ba. Hà Hồ cũng không vừa khi bị Nghi đá xéo người chị. 9 năm không còn chung lối. Hà Hồ, Lệ Quyên vẫn là niềm cảm hứng bất tận của dân mạng khi đặt lên so sánh. Từng là cặp bạn thân khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên đã có khoảng thời gian đi đâu cũng có nhau, chị em như hình với bóng. Nữ hoàng phòng trà từng có thời điểm rất tự hào khi khoe về mối quan hệ thân thiết giữa mình và Hà Hồ. Vậy nhưng tới năm 2015, cặp chị em bất ngờ trở nên xa cách, không còn xuất hiện chung khung hình, không còn tương tác với nhau làm công chúng vô cùng bất ngờ. Những lời đồn nghỉ chơi bắt đầu nổi lên khi Hà Hồ và Lệ Quyên không còn tương tác. Mọi sự càng rõ ràng hơn khi cả hai dự chung sự kiện nhưng không ai thèm nói chuyện với ai, tới cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho đối phương. Một bên Hà Hồ, một bên Lệ Quyên, chỗ nào có hai người là kiểu gì cũng phải có vật cản chen giữa. Từng có thời điểm, Hà Hồ và Lệ Quyên được cho là gương vỡ lại lành khi Hồ Ngọc Hà tham gia một sự kiện và đang đứng trên sân khấu, thì bên dưới là Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lấp ló trong hàng ghế khán giả. Song có vẻ như điều này là không chính xác khi đến tận những năm sau này, cả hai vẫn xa cách như mặt trăng, mặt trời. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra cho sự giãn nứt tình bạn của Hà Hồ và Lệ Quyên. Có thời gian cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên ám chỉ Hồ Ngọc Hà bằng câu nói về người thứ ba. Cô từng chia sẻ rằng, nếu như bạn đã trưởng thành, có rất nhiều thứ bạn có thể tự mang lại cho mình mà vẫn cố tình làm kẻ thứ ba thì khó mà tha thứ được. Phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi rồi, đừng dại đẩy mình vào vòng thiệt thòi đó. Hãy cố gắng làm chủ bản thân nếu muốn cuộc sống thực sự bình yên. Người ta hay đổ lỗi cho tình yêu rằng vì tình yêu làm cho tôi mù quáng, nhưng tại sao 1.000 người, 1.000 người ngoài kia không mù quáng như bạn? Đừng đổ lỗi cho tình yêu, điều đó chỉ làm cho những người có nhận thức càng khó tha thứ cho bạn hơn. Ngay lập tức, netizen nghi ngờ Lệ Quyên đang ẩn ý tới cô bạn thân thiết. Nhưng sau đó, nữ hoàng phòng trà khẳng định bản thân không chủ đích ám chỉ ai cả, chỉ là quan điểm của cô về một vấn đề chung. Không chỉ Lệ Quyên, Hà Hồ cũng bị dân mạng soi về những cử chỉ, lời nói, cho rằng cô đang đá xéo người chị. Cụ thể, Hà Hồ từng gây tranh cãi khi nói mình không giơ cổ để khoe kim cương, hay đã không muốn để ý đến ai rồi mà cứ lôi mình vào câu chuyện làm quả hoài. Trước những bàn tán, Hà Hồ im lặng, Lệ Quyên sau nhiều năm cũng chẳng còn đả động tới tình bạn đã cũ này nữa. Thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đều có sự nghiệp thành công và hạnh phúc riêng. Sau 9 năm không còn là bạn thân, cả hai vẫn luôn là cảm hứng bất tận của cư dân mạng mỗi khi họ cần một topic so sánh. Xưa thì so Hà Hồ, Lệ Quyên về tổ ấm mà cả hai đang có, như Hà Hồ thì hạnh phúc bên Kim Lý cùng các con, còn Lệ Quyên cũng hồi xuân phơi phới khi hẹn hò tình trẻ Lâm Bảo Châu. Còn nay, cư dân mạng lại so Hà Hồ, Lệ Quyên về phong cách ăn mặc. Dĩ nhiên, bạn thân của hai brand đình đám có style ổn áp hơn hẳn. Trong khi đó, nữ hoàng phòng trà lại hay nhận về tranh cãi vì màn lên đồ hơi lố của mình. Song không thể phủ nhận rằng, Lệ Quyên rất có tiền, rất giàu khi phủ lên người toàn đồ hiệu và trang sức đắt tiền.